À, ngồi đi. Rồi, mời em ngồi. Mời nhà gái. Dạ. Rồi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước hết là chào anh Quyền Linh. Xin chào. Chào chị Ngọc Lan bên kia. Dạ. Em là Kiều Thúc Bảo, sinh năm 1968. Anh Bảo là nhà ở đâu? Dạ, em là ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Anh Bảo làm công việc gì? Dạ, em lái xe. Lái xe? Dạ. À. Dạ. Mời nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh, xin chào MC Ngọc Lan. Tên là Lê Thị Châu Long, 52 tuổi. Nghề nghiệp là bán thuốc tây, quê quán là Hà Tĩnh. Sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận 9. À, đây là Bảo, kia là Long. Bảo Long. Đẹp đấy. Anh có ưu điểm gì anh? Ưu điểm là em cập nhật về mọi thông tin, em nắm bắt rất lẹ. Chẳng hạn như là về gia đình thì mình cũng tháo vát được những cái việc về nội trợ. Còn cái điểm của em có cái là em từ tốn nói, em không giải thích. À, cái đó nhược điểm đó. Là bản tính của em, tự nhiên em không sai là em không giải thích, mà em sai là em xin lỗi. Mời nhà gái. Điểm mạnh của em là nấu ăn ngon, cầu tiến trong công việc, gọn gàng, sạch sẽ. Điểm yếu thì có lẽ là cũng là hiền nữa. Hiền mà cái dạng và nó chịu thiệt thòi quá hả chị? Chịu thiệt thòi. Dạ. Trong hôn nhân, trong cuộc sống, trong làm ăn ấy. Cũng thích nghe nhạc. Thích nghe nhạc hả? Thích nghe nhạc và em có thể em hát hàng ngày được. Ủa gì đó hả? Dạ. Tao giờ hát thử cho bên kia nghe coi. Xin gửi đến mọi người một đoạn trong bản nhạc Về Đây Em của Trịnh Nam Sơn. Vào mùa đông lạnh lùng buốt giá, nỗi cô đơn riêng mình ta. Vào mùa đông mặt trời trăng xoa, cho tâm tư mong tháng ngày qua. Đời còn nhiều nhung nhớ, cho dù tình mình đã lỡ, vẫn mong cho bóng người quay về. Bên kia nghe rõ chưa? Nghe rồi ạ. Thích nghe nhạc là có nhạc nha. Dạ. Muốn nghe lúc nào có lúc đó luôn. Đường tình duyên của Bảo sao rồi Bảo? Dạ em thì trước đây có gia đình được 12 năm là không tròn nữa thì em với bà xã chia tay. Có mấy người con? Em có hai người con, năm nay bé gái đầu là có hai cháu. Tức là gái đầu là bao nhiêu tuổi? Dạ 29. Là ở riêng? Dạ ở riêng hết. Rồi bây giờ còn... Cậu con trai thứ hai là ở chung với mẹ. Đó là lý lịch của nhà trai đó. Dạ. Rồi còn mình thì sao chị? Trải qua một hôn nhân 20 năm, có hai con, một con gái thì 27 tuổi là có gia đình, còn đứa bé trai thì học lớp 11, hiện tại ở với chị. Bây giờ anh muốn một người vợ tương lai của mình như thế nào? Em quan trọng là cái cốt lõi là cái bản chất để xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì nói không để mà ghen tương đâu đó mà nói ra là em rất là nhức đầu vấn đề đó. Tại vì trước đây em đổ gãy cái hạnh phúc lòng từ bà xã, ghen những cái vô cớ, vô căn cứ. Em cầm cái tạp chí lên em khen cái người trên cái trang tạp chí đó. À hôm nay có cái người mẫu nó ở trên trang tạp chí này đẹp quá, cũng ghen. À hiểu rồi ha. Rồi, chào. Có ghen không? Không, em không ghen. Ghen thì ghen cái gọi là ghen có cái ý thức chứ không phải ghen mà... Đúng rồi. Đọc tạp chí mà ghen thì cũng... Vì là hiền quá cho nên là đừng có thấy hiền rồi là trải qua một cái hôn nhân 20 năm là khổ quá rồi. Vì hiền. Hiền quá hả? Trong nhà là không mình không được đúng bất cứ một thứ gì. Quá gia trưởng. Anh trai bên kia có gia trưởng không anh? Em nghĩ nếu mà người phụ nữ mà hiền á, người đàn ông nào mà ăn hiếp hay là làm cho người đó buồn là cái tội ác. Trời, hay quá vậy. Nhớ nha anh. Nhớ nha anh. Anh nhớ nha. Em là đắng cay lắm rồi. Em đắng cay 20 năm rồi đó. May mắn là sao? Anh tốt nha anh. Anh tốt nha anh. Anh thì có cái là cái người mà tốt với anh thì anh tốt với người đó, và cái người xấu với anh thì anh lánh xa người đó. Nó có cái quan điểm vậy thôi, không có phải để hơn thua cái người đó, hoặc là để muốn làm lại cho hả gan hả dạ là anh mình không bao giờ có. Thật ra nhìn người phụ nữ nhiều cái biến cố trong gia đình như vậy nó hiện lên trên gương mặt khi nhắc lại, hình như đó là một sự ám ảnh. Một sự ám ảnh. Và đến bây giờ nói đến thì nó còn rõ cái sự sợ hãi ha. Linh nghĩ rằng mỗi sự thay đổi nó có điều tốt hơn, chứ không đến mức mà thay đổi nó tệ hơn đâu. Chị có còn cái nhu cầu nào mà chị chưa nói không?
có mong muốn gì không? Mong muốn thì là khi mà đã thương yêu em thì phải thương con em. Dạ. Yeah. Đừng có phân biệt con anh con em. Ừ. Hoặc là khi nào mà giận lắm thì cũng nói nhau rõ ràng thôi. Ừ. Chứ đừng có làm cái gì mà tổn thương đến nhau. Em thích một người chồng cao, ráo, mập, ốm hay thế nào? Làm sao mà đừng có bụng bự. Tại đi, thứ nhất là bụng bự. Bụng bự. Bụng bự, sợ không tập thể dục. Mà cái tuổi này rồi mà thì không có thể dục thể thao là... Bụng này được chưa? Được. Không có bụng đâu, không có tập thể dục đó. Cũng tầm tạm. Vậy là bụng tôi cũng hơi bự đúng không? Yên tâm, bụng đeo có bự. Ông này được à, bụng nhỏ ha, cũng được, đẹp trai. Nói chung là đẹp hơn Quỳnh Linh đó. Giờ mình hỏi người thân đi ha. Rồi. Dạ, chị mình đi với ai vậy chị? Đi với một nhóm đồng hương luôn. Rồi, bây giờ mời đại diện nhà gái coi. À, em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Chào anh bạn ghép đôi, dạ, với chị em. Thì khi nãy em có nghe anh nói là cái người nào mà nói chuyện không có vừa ý anh thì anh im lặng và anh không góp ý và anh cũng không nói chuyện. Thì đó cũng là một cái tốt, nhưng mà theo em có thể là anh không vừa lòng lúc đó, nhưng mà sau này thì anh có thể tìm một cái thời gian nào đó nhất định để anh có thể là góp ý và xây dựng người ta thì để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Dạ đúng. Sau cái chương trình này anh chị cũng nếu có thể anh chị có thể là giữ lại cái thông tin của nhau để rồi có thời gian để tìm hiểu nhau sau này. Rồi. À, trai đi với ai? Dạ em thì hôm nay đúng ra là theo cái lịch là có hai vợ chồng của cái người bạn à. Nhưng mà bị trong việc đột xuất. Rồi thôi không sao. Dạ, có anh Quyền à, bây giờ thì mình cứ mở rào mình nói chuyện đi ha. Dạ. Rồi có gì Linh tư vấn chút xíu cho nha. Dạ. Rồi. Mở rào. Rồi bắt đầu đi anh Bảo. Chào anh. Hôm nay buổi gặp gỡ anh cũng có gì mang đến hoa tấm lòng của anh gửi tặng em trong cái ngày mình gặp. Em có món quà. Cái này trong này là có cái tại em bán thuốc tây nên là trong này là có một chai dầu gừng, một cái hũ muối hồng, cái là gừng cay muối mặn. Chúng mình thấy gắn bó, nếu mà thấy tìm hiểu thấy ổn. Ok, gừng cây muối mặn xin đừng quên nhau không? À. Bây giờ mình ngồi ghế mình bắt đầu đối diện để nói chuyện đi. Hôm nay em đến chương trình rồi những đứa bé mà con của em á, yeah. Nó có tán thành cho khi em lên đây không? Dạ có chứ. Tại vì em người phụ nữ, một người mẹ là chu toàn cho nên là không phải là lăng nhăng thế này thế nọ, như là con em hiểu. Dạ. Rồi cảm ơn em. Kế tiếp anh hỏi thăm về vấn đề này tí nữa. Anh cũng có hai đứa con, nhưng mà một đứa nó yên bề gia thất rồi, còn một cậu con trai là năm 2000. Thì nói chung là về con cái anh chỉ là ở một phòng bổ trợ thôi. Yeah. Còn tất cả những gì trước đây là anh và bà xã đã làm hành trang cho tụi nó hết rồi. Yeah. Anh cũng không có nặng gánh về vấn đề về con cái. Yeah. Thì giữa em và anh thì những đứa trẻ là những đứa vô tội. Yeah. Nếu mình tác hợp thì mình cùng nhau để nuôi nấng nó thành người. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Anh mong dạ. Điều đó như vậy. Và dạ. Con cái cũng hiểu được cái hoàn cảnh của bố mẹ. Dạ. Yêu thương, mình phải yêu thương để làm cái minh chứng cho con. Dạ. Nó sẽ tôn trọng được mình. Anh là có một cái nó như thế này. Nếu anh đi ở ngoài anh về, trong nhà bất kỳ cái gì mà lộn xộn hay cơm nước mà chưa xong, anh có thể anh lăn vào làm liền. Em yên tâm về vấn đề, nếu anh là một người, chọn anh là một người ông xã trong gia đình, em không có buồn phiền anh về những yeah. Cái lĩnh vực khác luôn. Yeah. Cả trong cái hạnh phúc và lăng nhăng ở phía ngoài luôn. Yeah. Không bao giờ. Từ yeah. Giờ anh là ghét cái lăng nhăng. Dạ yeah, anh hứa nha anh. Anh nói thật. Em cũng qua lần đổ vỡ nó cũng đau khổ nhiều quá rồi, thì em cứ mong là một phần còn lại thì tìm được một người bạn là chia sẻ với hiểu biết hiểu chuyện, là một người lương thiện, để cho đừng có không có làm gì sai là sai trái hết á. Rồi bây giờ Bảo bước tới Châu Long, nắm tay Châu Long đi. Bước tới đó. Xin phép các bạn là hôm nay có mặt ở đây cũng đại diện cho bạn gái, thì hôm nay cũng rất vui được gặp các bạn, thì cho mình xin phép đến gần để nắm. Rồi chúc em luôn vui tươi nha. Dạ. Thì đừng có suy nghĩ gì nhiều nữa. Nếu như có anh bên thì những cái gì đó mình đồng hỗ trợ với nhau. Anh cố gắng bảo vệ em nha.
có hát bài nào tặng Châu Long không? Hát nữa anh. Ừ. Vậy anh có một cái bản này xin phép hát cái bản này Thiên Ngôn Đoạn nữa nha. Tự vì buồn nó thành hay hát những cái ca khúc buồn lắm. Hát cái bản này là Tay Trắng Tình Đời. Nắm tay vô giống như nãy đó. Nhìn Châu Long hát kìa. Tình là mây khói, tình là đớn đau vì người đổi thay. Đời tôi chẳng may, giờ đã chẳng tay, tình cũng vụt bay. Em ra đi, đi theo cuộc tình mới, bỏ tôi ở lại một mình, ôm cuộc tình sầu cay đắng người ơi. Xa rồi tình tôi, ước thề đầu môi, bỏ tôi, em phụ tình tôi, thôi nhé từ đây. Một lần đớn đau, đau đớn cả một đời. Em cứ về đi, tình là nghĩa chi, mơ ước chi là mơ. Khi chẳng đôi tay, sẽ chẳng cả lòng, em ơi phải vậy không? Khi chẳng đôi tay, sẽ chẳng chung tình, thì chung chỉ đầu môi. Hai người ôm chặt cái nữa coi. Cảm ơn anh. Ôm chặt cái nữa coi. Rồi, đó. Hợp lý, rồi. Quý Linh nghĩ rằng là hai anh chị đủ để đưa ra quyết định cho riêng mình rồi đó. Để tay nút bấm đi anh chị. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta bấm hay không bấm là quyền của mỗi người nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức là Châu Long cùng với anh Bảo đã hẹn hò với nhau. Nắm chặt tay nhau nào. Một nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép các bạn nha. Mình gửi lại cái tình yêu ở nơi này cho cô bạn của mình. Một cô gái xinh đẹp nha. Rồi chúc anh hạnh phúc. Dạ, cảm ơn. Trước đó hôm nay em tới chợ, trước đó là mấy bạn đã casting nhiều lắm rồi. Thì hôm nay cũng nói lại một xíu. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu bản thân của mình, họ và tên, nghề nghiệp, quê quán của mình như thế nào. Đó, thì cứ giới thiệu với chị. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Tài lẻ của em ra làm sao? Về tình trường thì chị cũng nói luôn. Tình trường thì nói với chị là bao nhiêu mối tình. Rồi lý do tại mối tình thứ nhất quen bao lâu, mối tình thứ 2, 3 gì đó quen bao lâu, lý do tại sao chia tay. Nhiều anh đang thắc mắc với chị, nhiều anh em đang thắc mắc làm sao mà phải chị họ phải hỏi rõ như vậy. Thì để tránh cái trường hợp là cái thứ nhất là chị giới thiệu một cái bạn gái nó sẽ dựa vào những cái tiêu chí đó đó. Ví dụ như nhiều anh nói không hợp, không hợp ở điểm nào thì phải cụ thể giúp chị. Rồi mẫu người yêu thì càng chi tiết càng tốt. Ví dụ như tóc dài, không có thích đeo kính, da trắng, da ngăm gì đó, quê quán ở đâu, công việc như thế nào thì mình cụ thể giúp chị luôn ha. Thì chị nói cho em để em nắm được cái tình hình nó như vậy, thì sau đó thì chị sẽ xoáy vô thêm. Rồi mời em giới thiệu về bản thân mình. Rồi, mình không, mình không có cần, em cứ đưa lên em nói thôi, nó lớn giúp chị. Rồi xin chào chị, em tên là Võ Khắc Lưu, sinh năm 98, năm nay là 24 tuổi. Em quê Nghệ An. Em vào đây lâu chưa? Em vào 6 năm. Sinh sống và làm việc tại Sài Gòn 6 năm. Hiện tại là em đang sinh sống ở quận 10 với ai? Em đang ở với bạn. Là mướn nhà ở hay? Ở nhà thuê. Rồi, mình giới thiệu về tiếp tục về công việc của mình em. Hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Của công ty nào em?
của tập đoàn Gen Khôn. Tập đoàn gì? Gen Khôn. Tập đoàn. Cái gì Khôi? Gen Khôn. Gen Khôi mà. Ok. Rồi. Trước đó thì em tốt nghiệp ở Đại học Bách Khoa. Ngành gì em? Chuyên ngành xây dựng nhân dụng. Thì em là trước đó là em là kỹ sư xây dựng tại nhà thầu. Kỹ sư xây dựng tại nhà thầu Central. Vậy sao không đi kỹ sư xây dựng nữa? Tại vì chị thấy kỹ sư xây dựng nhiều anh đi tiền nhiều lắm. Và em có một cái gen hướng là sẽ học về thạc sĩ, nên là trong cái thời gian sau về thạc sĩ thì em sẽ làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Nhưng mà em đã học lên thạc sĩ chưa? Hiện tại là đang học chưa? Tới thì tháng 9 em sẽ học. Bộ lần năm mới bắt đầu học được. Là em đã đăng ký hồ sơ hết rồi hả? Đã đi học rồi nhưng mà tháng 9 mới học. Thạc sĩ cũng là kỹ sư xây dựng luôn. Thạc sĩ quản lý xây dựng. Quản lý xây dựng. Và sau này là em dự định tương lai của em là em làm quản lý xây dựng luôn. Hay là làm giảng viên đại học. Có thể là làm giảng viên đại học và kết hợp với công việc khác, ví dụ như là làm việc cho các chủ đầu tư các dự án. Cũng là một cái nghề đó. Rồi. Ưu điểm nhược điểm của mình là gì? Ưu điểm thì em là một người nhiệt tình, ham học, siêng năng chịu khó. Ngoài ra những cái đó thì có sở trường gì không? Ví dụ như nấu ăn, hát, hò, nhảy, múa, học võ, cái gì đó. Sở trường thì em biết nấu ăn. Nấu được những món gì? Nấu khá là ngon. Đa số những cái món mà thường thường trong bữa cơm này mình nấu được hết. Có món gì đặc biệt không? Ở ngoài quê mình không? Món đặc biệt thì mình lấy cái món là như là bò xào, thịt bò xào, hay là cá kho, thịt kho, rồi ok, tôi hỏi có món đặc biệt nào không? Đặc biệt thì là bò xào, hành tây. Bò xào là đặc biệt của ông ấy hả? Bò xào hành tây, ví dụ vậy. Hay là... biết làm bánh hay gì không? Hay là như món canh, cái bò hay là... đậu bò hả? Bò hầm rau củ. Ok. Rồi nấu ăn ngon, ngoài cái nấu ăn ra em còn tài lẻ gì không? Thì biết chơi thể thao. Thể thao hả? Chơi môn gì kể nghe coi nào. Chơi đá banh và cầu lông. Rồi còn gì nữa? Thấy có hay hát nữa mà. Hát thì hay hát nhưng mà hát không hay lắm. Kệ chị đâu cần hát hay, đây không phải là thi hát. Cứ hay hát là được. Rồi, mời em ca hai câu nữa nè. Hay hát thôi. Rồi, hay hát. Thì hát đi nè. Hát nhiều bài để chẳng hiểu bài nào. Bài nào cũng được hết đó, chị không cần tựa đề luôn. Chị cần em hát hai ba câu thôi. Ta bảo là hát hay không bằng hay hát mà. Ngồi bên em nghe gió ru êm êm. Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những gì kỷ niệm phút giây này anh vẫn mong được ngồi tan biến. Được cũng hay hát được hả? Vậy là được rồi. Rồi kể về tình trường em coi nè. Cái gì trong đây ghi gì mà ba mối tình gian dở gì tùm lum cái này vậy? Chỉ là ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào mà chính thức cả. Chứ ba mối tình này sao? Kể gì nghe coi. Nhắn thế ở đâu? Ví dụ như là cái hồi sinh viên năm nhất thì em quen một người nhưng mà chỉ là quen một thời gian thì chỉ là cái người đó thì chắc xác định là bạn thôi. Tại sao xác định làm bạn chứ không phải là người yêu? Có thể là bạn đó là nghĩ là cũng có ít tuổi, chắc sinh viên năm nhất cũng mới vào học đại học. Là lúc đó em sinh viên năm mấy? Thì em năm nhất vào lớp cùng lớp, các bạn học thì cũng là sinh viên năm nhất với nhau thì chắc do bạn nghĩ là cũng có ít tuổi. Có 19 tuổi, còn ít tuổi là chưa không yêu, nghĩ là vậy. Thì sao mà bạn bảo là chỉ nên là bạn thôi, sao đó cũng thấy nhớ chung là bạn thôi. Là nói chung là
Em thích bạn đó, em cũng thổ lộ với bạn đó cũng biết. Nhưng mà cuối cùng là hai đứa chỉ quen tìm hiểu là bạn thôi. Vậy là đâu có quen. Vậy là tìm hiểu thôi. Với người thứ hai là cũng gọi là em đi làm với dự án đó, thì cũng quen một người là tới dự án để thực tập ứng nghiệp. Thì bà đó là cũng thực tập ứng nghiệp thôi, thì cũng quen biết một thời gian. Quen biết thời gian là nhiều lâu. Có thổ lộ bạn đó không? Có, thì như 1 tháng 3 cũng có tặng quà, sau đó thì bà đó là bà có yêu rồi. Thì sao đó ủa, ông tìm hiểu ta mà ông không hỏi ta có người yêu chưa xong rồi cái ông tặng quà cho người ta, cái người ta nói người ta có người yêu rồi rồi có người yêu rồi. Người thứ ba cũng mới gần đây rồi. Gần đây sao, kể nghe coi. Cũng là hàng xóm gần nhà thôi, tức là cũng quen biết là thông qua chị với bà đó là bán tạp hóa, thì em cũng hay mua tạp hóa ở đó, thì cũng quen là em gái của chị đó. Thì quen được một thời gian thì cũng có quen thời gian là quen lâu. Xin Zalo các bạn rồi. Thì có xin Zalo cũng nhắn tin thời gian thì sau đó có chị bạn bảo là sắp định nhân để chứng không lao động rồi, để không quen ai hết. Mà có quen chưa? Có đi uống cà phê, cà pháo hay nắm tay nắm tiên gì chưa? Thì cũng có tới mức là nhắn tin với lại tìm hiểu rồi. Mua đại sứ thì bạn hay mua nước cho qua nước thôi, chứ còn cũng chưa có là yêu gì hết, có tìm hiểu thôi. Vậy là tìm hiểu vài tuần thôi, cái nhắn tin sao xong đó, rồi cái bạn gái bảo là đi xuất khẩu lao động. Đi Nhật hiện tại cũng quá nhanh rồi. Có nhiều lắm, nhiều có lẽ là nhiều hơn là 3 4 năm người. Anh nói nghe nè, ông tìm hiểu, ba cho là tìm hiểu, ba mối tình gian dở là chỉ ở tìm hiểu thôi. Còn ông đơn phương ai vậy? Ông ghi trong đây là tình đơn phương nè, là đơn phương ai? Là đơn phương ba người đó. Đơn phương gì mà ba người, cái này là ông tìm hiểu xong ta từ chối không? Thì cứ gọi là đơn phương vậy. Không, ông tìm hiểu người ta, còn khi nào anh đơn phương người ta mà anh không dám thổ lộ thì cái đó mới là đơn phương. Đây, tôi phải phân tích lại. Tình đơn phương có nghĩa là anh, cái cô đó, ví dụ anh với bạn này đi mà anh không dám thổ lộ, anh không dám nói gì hết, thì đó mới là tình đơn phương. Còn cái mấy cái này sinh viên năm nhất, ông cũng nói người ta cũng thích ông. Không nói, chỉ là tặng quà người ta không qua. Thì ông tặng quà cũng là ông có ý đồ với người ta rồi. Sau đó là không có nói gì hết, nhưng mà bạn kêu là cũng là bạn thôi, cũng không có nói là gì. Còn có tình thứ hai, ông có thổ lộ. Thứ hai là cũng tặng quà một tháng qua, không nói là gì. 8 tháng 3 đừng tặng quà, ngày 14 tháng 2 tặng quà luôn đi. 8 tháng 3 không đi hết luôn. 8 tháng 3 tặng quà sao rồi? Thì bạn kêu là người ta không yêu, người yêu không có tấn công người ta gì hết mà. Đúng cái điều này thì sao đó là tức là cũng không có nói là yêu đương gì hết, chỉ là xác định là làm anh em thôi, thì đi anh em thôi. Người tặng quà 8 tháng 3. Nói chung là những cái mối tình của em là đang là ở mức độ tìm hiểu. Em chị biết là người ta cũng biết em thương thích người ta đó, nhưng mà xong người ta từ chối em đúng không? Thì kiểu cái người thứ ba là như hiện nói vậy đó, người thứ ba chỉ là quen có thời gian ngắn thôi, quen đâu mà quen, tìm hiểu, dùng từ tìm hiểu không. Có đơn phương gì đây nha, đó tìm hiểu thôi. Cũng ngoài đơn phương thôi, vì em chưa có, em có thương tao, em có thích tao chưa có nói, nhưng mà có thích có thương không? Ừ, chưa nói, cũng ngoài đơn phương vậy đó. Tìm hiểu với lại đơn phương người ta thôi, chưa có thổ lộ đúng không? Rồi chưa nói ra nhưng mà người ta tự hiểu rồi. Thôi mệt quá, ông cũng nói ra ai biểu hiện người ta biết rồi hiểu. Còn đơn phương người ta im lặng trong vòng thời gian mấy năm mấy tháng gì đó, khổ chưa ghê. Cũng người ta cũng hiểu. Cái người thứ ba là cái bạn đó là biết rồi thì chưa có ai là có mối tình chính thức hết hả? Sao vậy, sao chưa có mối tình chính thức nào vậy? Cũng có công việc ổn định, lương nay nhiêu rồi, thu nhập hàng tháng nhiêu, thẻ gì giảng viên đại học tương lai đây, thu nhập hiện tại bao nhiêu? 13-14 triệu. Đó, 13-14 triệu, cũng có ngoại hình, cũng ăn nói tốt, mà sao không thổ lộ với người ta? Thì người ta có thể tìm sai đối tượng, hoặc là tìm đối tượng, ta có người yêu hoặc là chỉ muốn là bạn,
Thì cũng tìm hiểu thời gian cũng thích nhưng mà không hiểu rồi. Nữa thôi thôi, rồi dẹp qua cái tìm hiểu chưa thổ lộ của ông đi, tình đơn phương của ông đi. Rồi, bây giờ mẫu người của ông như thế nào nè? Miêu tả chi tiết nha. Cao, nặng, ốm, thích cái gì? Cao, nói. Cao 1m55 tuổi. Ừ. Rồi gì nữa? Ngoài hình mấy 50 được không? 50 lùn quá. 50 lùn quá gì? Người ta mang guốc tóc cái xong mà người ta cao bằng ông luôn. Không có cào đâu, chê ta lụn. Ghét ghê á. 55 nó mang tóc đã bằng ông rồi đó. Nó mang tóc 2 đã cao ông rồi đó. Không, em thấy chứ mà 55 cũng được á. 50 được rồi, nó mang tóc rủi là cũng tới rồi. 53. Rồi nó trả giá kìa. Rồi 53. Rồi ok, 53. Rồi tiếp tục. Ngoại hình ưa nhìn. Nè, ưa nhìn là ưa nhìn sao? Ưa nhìn xinh xắn dễ thương. Nè, nè, ưa nhìn nó khác xinh xắn với dễ thương nha. Ưa nhìn là tôi thấy được là tôi ghét à. Còn ông, ưa nhìn của ông sao? Xinh xắn là xinh xắn chỗ nào? Xinh dễ thương. Dễ thương. Nhưng mà xinh xắn của em là có gu không? Xinh xắn dễ thương là xinh xắn thì tóc dài. Ừ, đó, vậy chứ. Không, không có thích tóc ngắn. Ừ, không thích tóc ngắn rồi. Tóc dài. Mà nói chung là tóc thì không quan trọng là đen nên tóc nhuộm được. Ừ, rồi. Bỏ qua, rồi tiếp tục. Mắt tròn. Ừ, mắt tròn hả? Rồi mắt tròn tôi cho tròn xe luôn. Rồi tiếp tục. Trời ơi, mắt bồ câu nữa. Ừ. Rồi con đậu con bay luôn. Gì thế ta? Rồi gì nữa? Thích bạn gái thì sao? Hiền lành. Hiền, em không thích kiểu không có đua đòi ăn chơi, không thích. Tức là không đua đòi ăn chơi là sao? Không đua đòi ăn chơi. Tôi biết rồi nhưng mà giải thích cái ý nghĩa không đua đòi ăn chơi đi. Đua đòi ăn chơi là hay vào quán bar. Ờ, không thích bạn gái đi quán bar. Đi đua đòi ăn chơi á, ví dụ như là đi quán bar chẳng hạn, đã ăn chơi rồi. Kiểu gái hư là em không thích. Không thích gái hư. Ủa, ai xác nhận đi vô quán bar là gái hư đâu? Ví dụ người ta đi sinh nhật của bạn gái, người ta trong trong đó bạn. Mà đi quán bar mà bar bình thường đó, đi quán đó mà bar là bar. Ba gì? Ba nhảy nhót rồi bà. Ba nào cũng nhảy nhót. Ừ đúng rồi, em đi mình nói vậy. Ba nào cũng nhót. Ba nào cũng nhảy nhót. Đâu, vậy thích cái ba nào không nhảy nhót mà ba nào nhảy nhót. Ba và ngồi cà phê DJ ấy, thì nó sẽ là một cái đó là cà phê DJ. Cà phê DJ mà có DJ. Ủa nè, cà phê DJ ấy, nó còn mệt hơn cái quán mấy cái quán ví dụ như quán ba mà ông nói là nhảy múa ở trong chổng. Không, trước cà phê DJ em thấy bình thường, cà phê DJ là có DJ làm nhà. Ừ. Và mình chỉ ngồi đó, mình chỉ nhau. Thôi đó là cà phê thôi, chứ phân biệt quán bar thôi. Thì đó cũng là quán bar. Ồ, ví dụ như mấy cái cờ chọn, đó đâu phải quán bar. Đó là cà phê. Cái đó là cà phê, còn quán bar là khác nữa. Đó quán bar, vũ trường là khác mà. Thì em nói là không thích con gái đi vũ trường. Mà tôi giải thích nha, có nhiều cái quán bar vũ trường, như cái lốc ở Hàm Nghi ngày xưa, nó ngoài trời vậy đó. Không. Đâu có gì đâu. Nếu vậy là thích cái mẫu gái như nhu mì ở nhà không đúng không? Không đi đâu hết. Không thích là đi lên gió luôn mà. Nếu mà anh chơi quá thì thích. Ừ, anh chơi quá. Rồi, ở nhà không á, nhu mì. Rồi, không đi quán bar nha. Rồi, mà mấy nhỏ đẹp nữa mà đi quán bar đó. Không, không quên là anh chơi luôn đi bar. Đứa nào không thích bị mê đi chơi, trời. Rồi, hồi nãy ông nói ông không đi bar, xong giờ ông nói là không luôn rồi anh chơi. Không, hứa gì nói không đi bar rồi này. Không đi bar thì tùy. Tôi ghét ghê luôn á. Không, rồi không đua đòi ăn chơi, đua đòi là sao? Đòi ví dụ như là ví dụ đua đòi là mua mấy cái hàng hiệu hay là đấy là mua hàng hiệu là sao kể ra nghe coi. Ví dụ đua đòi là mua những cái đắt tiền, ví dụ như là túi xách hay là guốc mà quá đắt tiền đấy. Quá đắt tiền là bao nhiêu cỡ em là em nói bao nhiêu là đắt tiền? Thì ví dụ như guốc mà mua tới 10 triệu đấy là. Ừ. Rồi, cái đôi guốc nào mà em cảm thấy là vừa tiền với em? Em không có tìm hiểu về guốc nhưng mà ví dụ tầm vài triệu thôi. Tầm vài triệu là nhiêu? Em thấy mức giá thôi nè. 4 triệu thôi. 4 triệu thôi là được đúng không? Rồi, ok. Chứ còn mà bỏ ra tới quá nhiều tiền để mua những điều đó thì nó đòi quá. Ừ, ok. Nhưng mà ví dụ nha, một cái điện thoại, bạn nó thích mua cái điện thoại đó. Mà bạn nó đâu có guốc đâu mua điện thoại luôn. Với giá 10 triệu, 20 triệu thì em thấy sao? Không, cái điện thoại hiện tại giá cũng bình thường. Nếu mà cái iPhone giá thì nó có thích iPhone 13. Đúng. Và giá tới 30 triệu thì nó cũng là bình thường.
bình thường đúng không? Nhớ nói nha, đây tôi ghi sẵn hết á. Nếu mà ba mươi triệu vẫn là một số tiền lớn á. Ừ. Nhưng mà em thấy sao? Đã đang thích cái điện thoại thì số nào cũng bình thường. Không ảo gì ảo, nó cũng có những cái gì đó nên người ta mới mua. Rồi còn gì nữa không? Rồi thích không thích một bạn gái như thế nào nữa? Hiền lành này, hiền lành tôi đi rồi, còn gì nữa không? Dễ thương, xinh xắn này. Thì đó đó rồi tiếp tục đi. Rồi. Ừ. Rồi ông cho ông ế luôn nè. Nhiều đó thôi hả? Rồi độ tuổi sao nè? Da trắng nữa hả? Có nhiều cái đẹp cũng lấy hết của ông rồi mà ông kêu người ta mua hả? Đừng có đua đòi. Gái đẹp là nó hay đua đòi lắm. Trời ơi. Ừ. Gái đẹp là phải ăn diện nó mới đẹp được chứ. Đúng rồi. Ủa không cho nó make up, không cho nó sắm sửa. Mấy cái làm được nhưng mà giờ cho nó mặc bộ đồ thằng như vậy sao nó đẹp được? Nó phải lên bộ đồ đó, đẹp. Thấy không? Thấy một người đàn ông kế bên tôi nói chưa? Thì ví dụ như là nếu mà make up thì nó sẽ đẹp nhưng mà đừng quá được rồi. Đừng quá được rồi. Make up được đúng không? Make up là như bình thường rồi. Ừ. Mua điện thoại iPhone là được đúng không? Chứ đừng có mua lương của 10 triệu. Ok, chị nhanh ghi nhận nha. Rồi được. Rồi gì nữa không? Hết chưa? Độ tuổi sao? Quê quán thì sao? Tuổi từ 99 thì em là 97 thì quen luôn được 99. Rồi thua 2 tuổi. 2000. Ê nói nghe này, trong một cái khoảng này để chị lựa. Chứ em đừng có lấy 97 xong rồi năm 97 năm 2000 là lựa tới mốt luôn. 99 đến 2000. Em nay em 97 đúng không? Vậy hay bây giờ lấy từ ở trong giấy tờ em 98 hả? Nhưng mà 97. Nhưng mà đúng rồi thì em 97. À đúng rồi, sinh năm 97 rồi. 97. Vậy thì chị lấy từ 97 xuống 2000 được không? Ừ, 98 chứ. 98 không có hơn. Em quen rất nhiều người 98 rồi. Bởi vì là... Không thích làm sao, không thích 98 kể nghe coi. Chị không biết à, chị không biết trong cái cung hoàng đạo là... Cung hoàng đạo sao? Kể coi. Trong cái 12 con giáp ừ. Thì là... Thìn tuất sửu mùi là tứ hành xung. Ừ. Có nghĩa là tuổi sửu nó sẽ không hơn. Không, cái này nó không nè, thìn tuất sửu mùi, tôi giải thích luôn. Nó bốn con á, nó không có hợp. 98 liên quan gì trong đó? Tôi hỏi ông liên quan gì trong đó? 98 là dần, không liên quan đến. Ủa, 98 sai nha. 98 nó là dần nha. Nó không, nó không phải tứ hành xung, nhưng mà con trâu với con hổ nó sẽ không hợp nhau. Chưa. Ông không có xưa giờ nào nó vậy á, chứ mình ông nói vậy thôi, chứ cuộc đời tôi là tôi không có thấy vậy. Con trâu á sẽ không hơn con hổ. Thôi, tại vì ông không thích ông nói vậy thôi, chứ tứ thần xung nào, ông chứng minh đi, tứ thần xung có con nào con nhận trong không? Là thìn tuất sửu mùi có nghĩa là thìn là ai thìn này, sửu là 97 có nghĩa là con sửu sẽ không hơn với con. Ừ đúng rồi, giờ 97, 98 không hợp chỗ nào, không kể tôi nghe coi. 98 thì em không biết, mà 98 thì đó nhận dàn là trâu với con hổ không hợp nhau. Còn 97 với 2000. Không, 2000 thì cũng là không hợp. Chứ giờ ông nói con gì hợp với con cọp đâu. Ừ. Con cọp nó ăn hết luôn á. Ừ, thôi, thấy là cái hình túc sủ mùi. Ví dụ như em dựa vô đó em trừ ba con kia ra thì chị chấp nhận. Chứ tự nhiên em trừ 98 mà em nói là trong tứ hình xung là chị đâu thấy đâu đúng. Không, tại vì em cũng nói về em cũng kêu là 97 không hợp với 98. Không phải 97 không hợp với 98 mà gia đình em và bản thân em đang bỏ 98 ra là sợ là con cọp. Sợ là hả nhai đầu em chứ không có lại gì hết đó. Chứ ở bài đặt tình tức sủ mùi ông coi bằng tôi không, ông coi hoàng đạo bằng tôi không, chị nói còn chơi với con hổ hơn nhau. Tôi không biết là có hợp nhau không, nhưng mà tôi thấy hả em tôi đang quen nhau mình cưới nhau luôn kìa, vẫn bình thường đâu gì đâu, quen 5-6 năm nay. Con gái từ hổ thấy nó hơn chứ đấy, thì ông nói thà ông nói thẳng vậy đi, chứ ông đừng bao giờ ông nói với tôi hả lấy tình tức sủ mùi ra hả tứ hình xung nói chuyện. Mình nói mình không thích gặp với đại sao vậy mà có bầu chữ ở đây tao làm nhiều chương trình tao biết hết rồi. Có hai lý do, một phần là có lỗ không có trâu thì đó, thì là gia đình ông sợ ông bị hổ cắn kể cho nghe. Chứ cô tôi á gì ta dần thân tị hợi nè, lấy nè người ta tuổi dần ta lấy chồng tuổi thân xong ta đẻ tị hợi xong gia đình người ta giàu. Ông học đại học Bách Khoa đúng không? Biết thầy Dũng không? Phó giáo sư tiến sĩ.
Thầy Dũng biết không, Bình Điện người ta làm giáo phó giáo sư tiến sĩ trường đại học Bách Khoa, ở đó mà nhà người ta giàu kinh hồn luôn chứ, ở đó mà mày đặt. Em thì em cũng không có kiến thức đâu, mà toàn cho mẹ em kiến thức thôi. Rồi, cứ vợ về cho mẹ à? Không, rồi, được rồi, cứ vợ về cho mình chứ không có cho mẹ nha. Nếu được thì từ 99 trở đi thì tốt hơn. Rồi tôi cho ông 97, 99, 2001, 2002, được không? 97 thì bằng tuổi chị, quay bằng tuổi chị. Thì bởi vậy ông ế tới giờ này nè. Mà càng khó thì càng chờ đi. Rồi chờ đi. Vậy là chiếc tờ đi. 99 à? Gì? 99, 2001, 2002. Rồi, chiếc vậy đi. 2003 cũng được. Nè, nói nghe nè. Em có xác định khi nào em lấy vợ không? Xác định lại cái đi, khi nào mới vợ. Em chưa xác định được. Khi mà em tham dự chương trình thì em nghĩ sao mà mấy cái bạn 2K lên đây, mấy cái bạn đó còn rất là tin luôn á. Và hiện là ví dụ như những cái bạn đó đang đi học hoặc là đang vừa mới ra trường, thì chắc chắn với em một điều, mấy cái bạn mà xinh xinh mà em thích á đều có bộ hết. Tin chị đi, đều có bộ hết luôn. Không có ai tham gia chương trình chị luôn, thề luôn. 2K trở lên 97, em đừng có lọc ra tuổi nào hết, chị còn ok sắp xếp cho em được. Chứ bây giờ em lọc tuổi là em cũng phải chờ. Chờ bao lâu rồi? Chờ bao lâu rồi? Chờ bao lâu tháng rồi? Cái gì mà một tháng? Người ta một năm không biết tìm ra người cho ông không nữa. Ở đây tôi mấy ngàn người ở đây nè mà còn đang chờ tôi đi ghép cho nè. Tại vì tiêu chuẩn giống em á, quá khó. Vừa sinh mà còn phải vừa tuổi nữa, mà vừa cái này vừa cái kia nữa, thì là phải chờ. Cái này chị nói thật, muốn nhanh thì là phải đơn giản hóa được một cái là mình xác định được khi nào mình kết hôn. Ví dụ như những bạn bằng tuổi em 97, 98 thì 99 luôn, cho rằng là bây giờ bạn còn trẻ, về tìm hiểu 1-2 năm bạn mới kết hôn. Nhưng mà mấy bạn nó cũng họ cũng suy nghĩ là phải có xác định là khi nào kết hôn. Chứ bây giờ em quen là đâu, ở trên đây là tụi chị quen thì ghép cho cặp cho mọi người á, là tiêu chí của tụi chị là đi đến hôn nhân, chứ không phải là chương trình ở đây không phải là game show mà để chơi đó. Cái này là chị nói thật, nên tính chất của chương trình tùy chương trình nó sẽ khác nhau ha. Thì em cũng suy nghĩ là chọn luôn cái thứ hai năm. Rồi chờ đi, chừng nào tôi có người tôi gọi lên ghép. Nhưng mà tiêu chí của em là khó. Thì chờ thì nào có thì ấy thôi, chờ theo tiêu chí nó không dứt vậy đi.